nay là một cái video mà chúng ta sẽ làm live react. Ngày hôm nay là tao đến nhà mày, tao thấy mày dùng duy nhất cái hộp này thì mặt tao nó kiểu bị ngứa mà mẩn xong rồi đỏ hết lên. Tiền các lần sau sang chơi tiếp nhá. Ok, nhưng mà lần sau mình làm video nào không tốn tiền hơn không bạn? Ok. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay thì chúng ta có một video mới. Ngày hôm nay thì sẽ là về chủ đề vẫn như bình thường thôi, đấy là skincare. Ngày hôm nay tôi sẽ có một cái khách mời rất là đặc biệt đến với channel của mình, đó chính là... Xin chào mọi người, mình là Phương Hà và hiện tại thì mình đang làm một blogger về lifestyle, thời trang, làm đẹp này. Nên là mọi người có thể lên follow mình ở channel Phương Hà. Mọi người nhớ follow Hà nhé. Ngày hôm nay thì sẽ là một cái video mà chúng ta sẽ làm live react. Thế là hôm nay Hà sẽ kiểu nói cho tôi biết là Hà đang sử dụng những cái đồ skincare như thế nào và tôi sẽ react các cái sản phẩm skincare của Hà. Với cả ngày hôm nay thì là được Hà mời đến chơi nhà. Thế là tôi cũng đã mang một số sản phẩm đến để có thể tặng cho Hà làm quà. Nhân dịp là chúng ta kiểu mới quen nhau. À mới quen à? Ok. Bây giờ thì Hà sẽ chia sẻ với mọi người về cái quy trình skincare của Hà, xem là bình thường các bộ dưỡng da của mình như thế nào đúng không? Ừ, xem là mày đã skincare đúng chưa hay là có sai không. Ok. Mày có sợ không? Hơi. Mẹ từng xem tao react mọi người hay là kiểu xem video về skincare của tao bao giờ chưa? Rồi. Mày thấy sợ? Cũng hơi đánh đá mọi người. Và đây là cái giỏ skincare của mình. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người về các bước tẩy trang của mình. Sau khi một ngày mệt nhọc đi về nhà, tao sẽ tẩy trang. Mày đi tè. Ừ, đi tè. Sau đó tẩy trang thì sản phẩm tẩy trang mình dùng thì đang là Bioderma. Tao thấy là dùng nước tẩy trang cũng ok. Kiểu nước tẩy trang thì cái loại này nó cũng rất là tốt cho da. Với những phần vùng riêng như kiểu mắt hay là môi thì tao phải dùng cái riêng. Nhưng mà với cái bình thường thì mình hay dùng cái này. Tao thấy cái này dùng tốt mà, tại vì là tao cũng thích cái sản phẩm này. Cái này là tao dùng từ hồi cấp 3 luôn. Dùng suốt luôn. Đúng rồi, một trong những sản phẩm tẩy trang đầu tiên mà mình dùng luôn. Đúng rồi. Hồi xưa là hay mua hàng xách tay, kiểu cứ xách tay về xong rồi sẽ mua một hai chai về dùng kiểu siêu lâu. Thật ra da tao cũng khá là nhạy cảm với mỗi lần mà đổi nước tẩy trang, dầu tẩy trang là nó phản ứng rõ ràng nhất. Thì rất hay bị nổi mụn hay là bị có vấn đề gì đấy. Nhưng mà dùng cái này thì ít khi bị. Chia sẻ một chút thì da của mình là da hỗn hợp thiên khô. Và sau khi mà tẩy trang thì mình sẽ dùng sữa rửa mặt. Thì cái sữa rửa mặt mà mình đang dùng thời gian vừa qua, đấy là sản phẩm này của Depogram. Đây là cái dòng kiểu tránh tác nhân của môi trường ấy. Thật ra thì Hà khá là ngại dùng cái những cái sữa rửa mặt mà tạo bọt, tại vì nó hơi nhạy cảm với da và đặc biệt là da khô, lại còn mỏng nữa. Nếu mà mọi người nhìn kỹ sẽ thấy da mình rất là mỏng, nên là hơi ngại dùng sữa mặt bọt một tí. Nhưng mà với cái này thì Hà thấy ok. Từ hồi dùng cái này thì cái da không có vấn đề gì cả và cảm thấy nó cũng rất là nhẹ dịu. Thực ra là cái mà mày nói là về sữa mặt tạo bọt ấy thì tao có chia sẻ tí đến là sữa mặt tạo bọt ấy nó sẽ có rất là nhiều loại. Thì những cái loại mà mày bảo là nó dễ bị kiểu nhạy cảm các thứ ấy là nó trong này có thể có xung phát. Nhưng mà với những cái công nghệ mới như kiểu Depogram này hay là có nhiều hãng lắm, và các cái hãng của Nhật ấy thì họ làm những cái loại vẫn là tạo bọt mà lên bọt rất là to luôn. Nếu mà mày dùng túi đánh bọt ấy thì nó lên rất là kiểu sướng mặt ấy, nhưng mà cái khả năng làm tẩy rửa nó rất là tốt. Thế nên là đây là một cái loại mà tao nghĩ là mọi người cũng có thể tham khảo. Đấy, sau khi rửa mặt thì mình sẽ dùng toner và sản phẩm mình dùng là Kiehl Hoa Cúc. Loại này thì là loại mà tao bị dị ứng. Thế à? Nhưng mà đấy không phải là do sản phẩm mà đấy là do tao thôi. Tại vì là tao không hợp với cả hoa cúc. Nói chung là hoa cúc nó rất là nhiều dòng. Thì cái dòng này là dòng tao bị dị ứng. Kiểu lúc mà tao dùng cái này ấy, thì là hồi đấy tao mới dùng xong thì mặt tao nó kiểu bị ngứa mà mẩn xong rồi đỏ hết lên. Tao thì tao thấy là đây là một sản phẩm kiểu rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi, kiểu ai cũng hợp cái này ấy, mà mỗi mình tao bị. Đôi lúc thì tao cảm thấy nó thậm chí là có hơi nhẹ nhàng quá không. Nhưng mà về chung thì đây vẫn là một sản phẩm mà mình thấy là rất là ok, rất là phù hợp và mùi cũng rất là dễ chịu. Tại mày cũng dùng gần hết rồi này. Ừ, gần hết rồi. Nhưng mà có một cái này hơi ghét là đôi lúc mà đổ ra xong nó có những cái cánh hoa ở trên cái bông tẩy trang. Đúng rồi. Dùng lâu nhìn nó hơi bẩn. Cái sản phẩm này thì nói chung là đa số mọi người đều dùng rất là tốt. Thế nên là nếu mà bạn nào mà không dị ứng với hoa cúc ấy thì mọi người có thể thử sản phẩm này. Và mấy cái sản phẩm mà nó có cái tinh chất mà liên quan đến hoa, lá và thực vật ấy thì mọi người nên patch test trước. Sản phẩm tiếp theo mà mình dùng thì đấy là bạn vitamin C này của Clay. Thì bạn này có 5% vitamin C và mình thì thường dùng cả buổi sáng lẫn buổi tối. Cá nhân Hà thì là da mình khá là mỏng và khô nữa ý, nên là mình dùng cái này thì cảm giác là nó nhẹ nhàng này, nó để tránh kích ứng này cũng không kiểu bị kiểu khó chịu hay là vấn đề gì cả. Cái sản phẩm này thì cũng là một sản phẩm mà tôi rất là thích để dành cho những bạn mà mới bắt đầu, hoặc là như Hà có chia sẻ ấy, là những người mà da nhạy cảm ấy. Thì nếu mà bạn da nhạy cảm mà muốn làm sáng da này hoặc là có thể chống oxy hóa tốt thì đây là một sản phẩm nó rất là tốt. Tuy nhiên là mọi người nhớ chú ý phần bảo quản. Thì thực ra sản phẩm này tôi cũng đã nói khá là nhiều lần trên kênh của mình là cách bảo quản sản phẩm này rồi. Thế nên các bác hãy xem lại và tôi sẽ để cái link video trên này nhé. Tiếp theo thì mình sẽ dùng kem dưỡng, và kem dưỡng mình dùng là dòng này của Kiehl là Ultra Facial Cream. Thật sự đây là sản phẩm yêu thích của tao. Tao cũng thế. Một liên tục. Thậm chí là đây, mày thấy tao đi Lotte mua luôn á, chứ không phải là đồ được tặng đâu, mình chủ động mua tại vì nó là sản phẩm kiểu rất là hợp với da của mình ấy. Cái này là kiểu tao có size nhỏ này này, size to này, size nhỡ, nói chung là kiểu cứ cái size nào mình cũng có luôn ấy. Nói chung là sản phẩm này rất là thích tại vì là cái texture nó rất là mỏng.
Nó rất là mỏng nhẹ, nó không có cồn, nó không có hương liệu. Và nó khi mà sử dụng lên da mọi người sẽ thấy là nó rất phù hợp cho tất cả các loại da luôn. Kể cả với những bạn mà da dầu nhá, mọi người sẽ thấy là cái texture nó không bị quá là bí, nó không bị dày. Nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó hơi đắt một tí. Đúng rồi, nó nhanh hết nữa. Mày mà dùng cái lọ bé ấy, cái lọ này là 125ml, cái dùng cái lọ 50ml ấy, hết nhanh kinh khủng, tao kiểu đau lòng. Và cuối cùng thì chia sẻ thêm một chút thì kem chống nắng mình đang dùng là của Vichy làm Capital đây nha. Cái dòng này thì mày thấy dùng thế nào? Texture ấy. Thật ra nó không phải là kem chống nắng thích nhất mà tao từng dùng. Nó hơi lúc mà bôi lên thì nó hơi cảm giác bết một tí, nhưng mà sau đấy sẽ cảm thấy là nó tê vào da và nó không bị kiểu quá bóng, quá sâu. Và tao thấy khá là ổn, nên là tao vẫn tiếp tục sử dụng cái này. Cái sản phẩm này thì thực ra là ngày hôm nay là tao đến nhà mày, thấy mày dùng duy nhất cái hộp này thì rất may cho mày, nên là cái kem chống nắng rất là tốt. Tại vì kem chống nắng ở trên kênh của tao ấy là nó có rất là nhiều loại, và có những loại mà tao cũng đã từng chê và những loại rất là khen. Thì đây là kem chống nắng châu Âu, và cái màng lọc của cái loại này là cái màng lọc rất là tốt, rất là mạnh luôn ấy. Tức là kể cả cho da dầu và da khô và da dầu mụn nữa. Thế nên là mày đã chọn đúng cái rồi. Chúc mừng mày. Yay. Bên cạnh đấy thì ngoài ra mình cũng có sử dụng một số sản phẩm khác rẻ hơn, như là kiểu La Roche-Posay cũng khá là ok. Tất cả những cái mà Hà chia sẻ thì tôi thấy là đều là những cái sản phẩm mà có màng lọc rất là tốt ấy. Thì tôi sẽ để cái tên của sản phẩm ở trên này cho mọi người cùng xem. Vừa rồi bạn Hà chia sẻ mọi người về cái routine skincare của Hà, một lifestyle blogger nhưng mà vẫn rất là am hiểu về skincare. Thì bây giờ Hà, mày có kiểu nhu cầu gì muốn tao tư vấn cho mày không? Cá nhân mình thì mình thấy là mình gặp phải trường hợp khá là phổ biến của các bạn da khô, đó chính là đấy, da thường xuyên bị khô, và bên cạnh đấy thì lỗ chân lông khá là to. Nên là nếu mà mày có thể tư vấn cho tao cái gì đó để cải thiện được cái vấn đề này thì tao sẽ rất là biết ơn. Hà thì đã chia sẻ với mình từ trước rồi, tôi cũng đã chuẩn bị một số sản phẩm để có thể là phù hợp với cả nhu cầu của Hà, nhu cầu của mày ấy. Đấy, thì là đây là những cái sản phẩm mà tao đã chuẩn bị cho mày. Wow, được tặng luôn đúng không? Ừ. Tiền rất là sâu sang chơi tiếp nhá. Ok, nhưng mà lần sau mình làm video nào không tốn tiền hơn không bạn? Ok. Thì với cái sản phẩm mà tao chuẩn bị cho mày, thì lúc nãy mày có nói về kem chống nắng thì tao kiểu expect là kem chống nắng của mày sẽ đều ấy. Thế nên là ác dã man. Thế nên là tao đã chuẩn bị cho mày một kem chống nắng xịn. Đấy là một cái này của La Roche-Posay. Thì rất thích. Cái này nó là một cái sản phẩm, là sản phẩm tên là dòng Shaka và dòng Invisible. Thì lúc mà dùng lên thì nó cũng khá là thoáng da, với cả là nó cũng khá là phù hợp với da của mình. Đối với các bạn da dầu thì dùng hơi bóng ấy, nhưng mà với da mình thì nó bóng vừa phải thôi. Nên là đây là sản phẩm đầu tiên mà có thể keep chăm sóc da. Đối với da khô ấy, để cho da của mình được cấp ẩm tốt hơn thì mình sẽ chú ý về cái chuyện đấy, là sản phẩm có khả năng khóa ẩm với cả khả năng mà nó giữ ẩm tốt hơn. Thì có hai sản phẩm mà tao muốn tặng cho mày, đấy là sản phẩm, một cái sản phẩm là dầu dưỡng. Cái này cũng rất là rẻ thôi nhưng đây là cái favorite của tao. Cái dầu dưỡng này nó là dầu thực vật, và khi mà mày bôi lên ý, thì nó có khả năng giữ ẩm rất là tốt trên da. Nếu mà bình thường ấy mày bôi kem dưỡng ẩm nhá, kể cả cái của Kiehl's luôn, mày bôi mà nó giữ được mày khoảng tầm từ 6 đến 7 tiếng là gọi là maximum đối với kem dưỡng ẩm rồi. Mà đối với cái này ý, thì mày có thể dùng qua đêm luôn, sáng dậy mày vẫn thấy là kiểu da mày kiểu perfect. Không nghĩa là dùng thay kem dưỡng. Đúng. Thay kem dưỡng vào buổi đêm thì mày thấy là da của mày kiểu sáng dậy nó vẫn ẩm và nó vẫn kiểu mịn, nó không mịn kiểu là cakey. Còn một loại nữa mà mày dùng ban ngày thì nó sẽ có khả năng, cái này chắc mày cũng biết đúng không? Cái này là cái La Roche-Posay Sisa Plus V5. Thì loại này so với cái Kiehl's thì nó sẽ có một cái khác, đấy là về Kiehl's thì nó sẽ là mỏng nhẹ, giúp cho mày có thể là make up các thứ rất là tốt. Nhưng mà cái loại này thì nó sẽ là thiên về giúp cho mày kiểu da mày bị đỏ rát, da mày mỏng này, dễ nhạy cảm này. Thì vào những cái ngày mà mày kiểu mùa đông ấy thì mày dùng loại này vào buổi sáng thì rất là tốt. Đến phần tiếp theo mà Hà có chia sẻ là kiểu da Hà bị lỗ chân lông to ấy và làm nó là khắc phục ấy, thì tao rất chia buồn với mày là câu này tao được hỏi rất nhiều, nhưng chúng ta không có giải pháp với các lỗ chân lông to. Nhưng mà có những cái để giúp cho mày kiểu là da mà kiểu thoáng hơn và nó kiểu sạch sẽ hơn và nó sẽ kiểu là nhỏ mini. Chúng ta sẽ có 3 sản phẩm da muốn tặng mày. Đầu tiên là một cái sữa rửa mặt này, cái sữa rửa mặt Debra của mày ấy, thì mày có thể là dùng nó cách ngày với cả cái sữa rửa mặt này. Cái này là sữa rửa mặt và có BHA thì nó sẽ là có khả năng tẩy rửa luôn. Cái này là mày dùng kiểu 24/6 chẳng hạn, còn cái sữa rửa mặt kia là mày dùng 3, 5, 7 chủ nhật. Nhưng mà mày không nên dùng cái này hàng ngày nhá, tại vì cái này nó sẽ có thể da chết ấy. Thế nên khi mà mày dùng hàng ngày thì nó kiểu như là bị nhiều quá ấy. Ngoài ra thì nếu mà kiểu thỉnh thoảng mà mày bị mụn lưng ấy, mày có thể dùng cái này luôn. Rất thần thánh. Thật á? Ừ. Được. Được. Được không các bạn? Được. Rất được các bạn ơi. Tiếp theo là một cái sản phẩm này, là sản phẩm Peel. Cái sản phẩm này là của Tena. Thì loại này nó là một loại mà peel da. Tại vì là tao thấy là mày cũng chưa dùng AHA, BHA nhiều ấy, nên là cả hai sản phẩm tao chọn cho mày thì đều là dạng rửa trôi. Nhưng cái này thì mày có thể đắp mặt nạ ấy, kiểu như là như mày đắp mặt nạ luôn. Một tuần mới đắp 2 lần, và cái này là nó sẽ giúp cho mày là kiểu loại bỏ da chết rất là tốt, và nó có thể khiến da mày sáng hơn, căng bóng hơn.
loại này nó cũng có một cái chất tên là kiểu lulana, tức là một cái chất nó khá là giống retinol, nhưng mà nó không phải retinol, nó nhẹ hơn, ít cái đúng hơn. Thì mày hãy dùng cái này để giúp cho da mày kiểu sáng khỏe hơn, bóng hơn. Và thằng cuối cùng thì là một cái sản phẩm mà tao tặng cho mày, thì đây là một cái tên là Grand Active Retinol 2% Emulsion. Loại này là một cái retinol nhưng mà nó là dạng nhẹ hơn một chút. Kiểu khi mà mày dùng cái này ý, thì nó sẽ phải mất một vài lần chuyển hóa để giúp cho da mày làm quen. Và cái loại này thì nó cũng ít kích ứng hơn rất là nhiều. Đây là cái retinol mà kiểu giá không phải là quá đắt nhưng mà nó rất là tốt. Và với những người mà bắt đầu làm quen với retinol thì tôi cũng khuyên các bác là nên thử loại này. Tao nghĩ là sau khi mà mày thay đổi chu trình skincare và thêm vào một vài sản phẩm của tao, tao sẽ take note cho mày thật kỹ vào giấy để mày có thể sử dụng. Mà mày nhớ sử dụng nhé, lần sau tao đến mà mày không sử dụng thì tao sẽ rất là buồn. Ok, hời quá mọi người ạ. Mời sang nhà chơi được một đống đồ. Ngày hôm nay rất là cảm ơn Lin đã tư vấn cho mình. Và hy vọng rằng những bạn nào da khô cũng sẽ có thể học được một cái gì đấy từ video ngày hôm nay. Và chắc là Lin sẽ để hết link sản phẩm ở dưới đúng không? Bây giờ thì trước khi mà kết thúc video thì Hà còn muốn chia sẻ một vài tips gì đấy chăm sóc da dành cho các bạn không? Cá nhân Hà thì có một mẹo này Hà nghĩ là có thể chia sẻ với mọi người, đấy chính là máy đầy tinh chất. Khi mà dùng mặt nạ thì mình sẽ cố gắng sử dụng máy luôn, tại vì để có thể thẩm thấu vào da tốt hơn cũng như là cải thiện da hơn, cải thiện cái chất lượng thời gian mà mình sử dụng để đắp mặt nạ. Tao nghĩ cái này cũng là một cái mà mọi người có thể áp dụng được. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi qua chương trình skincare của Hà cũng như là tôi đã tư vấn cho Hà những thứ mà Hà có thể cải thiện trong cái chu trình skincare của mình. Thế nên là hy vọng các bác thích cái video này và cũng đừng quên đấy là ghé thăm channel của Hà để xem video của tôi với Hà làm việc crush. Video tư vấn tâm lý tình cảm mọi người chắc chắn nên xem nha. Nếu mà đang có vấn đề gì crush ai đó, hay là muốn crush tỏ tình, hay là 7799 cách để tiếp cận crush thì nhớ xem video của Hà nha. Tranh thủ PR tí là mọi người đừng quên follow YouTube của Hà, Instagram của Hà, Facebook của Hà để chúng mình có thể làm quen với nhau hơn. Ta không để link ở dưới đâu. Không phải để mọi người hãy đừng quên lấy là theo dõi channel Swatches Valin cũng như là nền tảng khác, đấy chính là Instagram, TikTok và cả Facebook. Và đừng quên vào group mặt tiền tốn tiền để có thể theo dõi những nội dung làm đẹp mới nhất cùng với chị em. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Bye bye.